Hello anh em, thì mình vừa hầu như là hồi tối mình đi lấy chiếc CR150 là đúng 12 giờ mới về tới nhà. 12 giờ thì tới nhà là 6 giờ sáng anh gọi mình dậy nè. Ảnh là mua chiếc R15 full đồ chơi nè ha. Ở đâu em, ở đâu em, ở đâu? Em ở Sadec. Sadec đi bộ đội mới về kiếm được mớ tiền mua xe luôn á, đúng không? Đoán đúng ý luôn. Từ Sadec chạy lên đây ha, lấy con R15 full đồ rất là đẹp luôn. Thì ảnh trả giá mình anh em, tại vì đó giờ mua xe ít ai trả giá mà lắm, tại mình bán xét à. Thì ảnh trả giá thì bây giờ cái xe đó cơ bản là mình bán nó không có lời rồi. Thì mình sẽ lấy lại cái bộ độ với lại lấy lại cái che phục trước đó, chưa mà trả giá không, cũng thông cảm cho ảnh tại ảnh hết tiền rồi mọi người, nên phải chịu thôi đó. Cuối cùng là xe bán lỗ luôn á mọi người. Rồi bây giờ anh em mình ăn xong rồi mình chở anh ra ký giấy rồi anh lấy xe về thôi.